Bao buồn cây. Hey! Nó phải hụt xuống cơ, nó ở đầu kia nó bay ra ngay. Chết. Đấy. Vâng, chú đẩy cháu đến nhá. Cài vuốt nha. Qua lửa, hai con rồi. Ở kia còn sen kìa. Đây có sen kia đang ở đầu kia. Đã anh em. Đấy nha. Tập chữ bên đi rồi. Bước di chuyển đầu tiên. Anh em ơi. Con gì đấy nhỉ? Con gì đấy to thế này? Hổ ơi. Con này được không em? À. Có gỡ được ra không anh? Hello. Hàng VIP, hàng VIP, hàng VIP. To nhỉ, con này to bằng con nước nhấn luôn. Thôi nha, chào anh em nha. Gật gù gì? Bố mù, con mù. Gen à? Bị ảnh hưởng gen. Con đấy của bạn không sang trước con này.
Anh mà gì anh? Con đấy không sắp chiếc con. Con này nhát này thôi. Nếu mở điện thoại mà săn được con qua ấy. Vâng. Bên này á? Đây là hàng hàng ngon nhá anh em nhá. Đây là hàng chích nhá. Ui, cái chích to quá. Hôm nay mới chủ trại của gốt. Thôi không bán nữa để mà chơi bắt rình con di cư này. Đây siêu phẩm anh em ơi, siêu phẩm nha. Đấy Hoàng Quyết ơi, anh có con di cư nhá anh em nhé. Anh đang thế này, đang nhớ sau phiên để sau nhận anh bắt con cò này. Lưới nước chết rồi. Này cậu cầm đi, cháu đi về. Cậu cầm đi, cháu đi về. Thì có xe của mày chứ. Cả đấy. À mẹ cứ đúng ra đúng đưa, con này chốt quá nhẹ nhàng. Đây vượt hết rồi ba em, đừng cắn chết nó. Cái hung thôi